Yên Tiên xin chào quý ông bà cô chú nha. Bây giờ là buổi trưa đó, giờ là mấy anh em cùng với là chị Thu sẽ dùng buổi trưa ha, tại khách sạn Hoàng Hiếu. Chị Thu nãy giờ được nghe lịch sử ha, lịch sử quá quan trọng. Đây là đang nấu nước, mọi người là đang dùng nước trà đá buổi trưa ha, để chờ nhà hàng dọn mang đồ ăn trưa lên. Bây giờ mình nghe lại cho các bạn được nghe nãy giờ Hiện Tiên ngủ giấc quá ngon luôn, cái câu chuyện không cùng bí sử ngồi xét thì nói thì sao á, là đi đâu cũng đi theo mà không ngồi xét thì nói thì sao, chỗ này có ma. Tại cũng xét này cho nghe nó mệt mệt hả, cũng mà đi thấy mệt mệt là Tiên ngủ cái là hết mệt. Dạ. Biết rồi, vừa vui rồi, vừa giặt ra sao cô? Buồn ngủ sao mệt rồi, quá mệt luôn. Như nó bữa giờ đi vẫn thấm rồi. Sáng nhanh quyên dọn. Dạ rồi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa với các món như sau cả nhà nhé. Đầu tiên là món chim mía roti. Thì đây là món chim mía này là đặc sản của vùng Bắc Tây Sơn này. Đó. Món thứ hai là món chả lụa Tây Sơn. Đây là món chả lụa Tây Sơn cả nhà nhé. Món thứ ba là món cá mương chiên giòn, đây là một trong ba món đặc biệt của Tây Sơn. Đó. Món thứ tư là món vịt quay lưu, thứ năm là món bò xào băng tây, thứ sáu là cá chiên chiên và cả món nấm tỏi. Món thứ bảy là món rau lang nấm cua, rau này là đọt rau lang đó cô, rau lang đó. Thứ tám là canh bí đao nấu tôm, thứ chín là tráng miệng bánh ít lá gà và tôm trắng. Bí đao nấu tôm nấu bằng gà chiên món tôm em. Hay là rau tươi thơm cách vậy. Ngày xưa là Du Quang Trung ai dùng món này ở đây. Ngày xưa là Du Quang Trung cũng dùng từng dùng món những món này đúng không? Nói ba nó râu đuôi nó đầu đuôi em biết cái đâu. Mình tôm đầu tôm. Nó cái đầu còn ngon. Cái đuôi nó không có gì luôn. Con thì con nghe hay quá. Đầu tôm là ngon, có đặc tôm. Bây giờ người ta nấu hiện đại là chưa có mấy. Nghe anh kể câu chuyện. Dạ. Vậy là anh Tý nhà cô là cũng đi dạy hả cô? Giáo viên hả cô? Còn giáo viên mong gì cô? Vậy là bữa trưa này là bữa trưa cùng tô cuối cùng. Không vậy? Bữa trưa này cùng tour cuối cùng này đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bữa trưa trước khi mình bay về sẽ ừ, đó thì nhưng mà khi chung cái tour thì em nói chung cái tour. Còn nữa. Mà cái từ cuối cùng nghe nó dị dị sao chứ. À. Đúng rồi. Dạ chị Thu, nhiều cô chú khán giả hỏi là cô là gì với lại chị Thu? Dạ muốn có hề dạ. Mấy cô chú tò mò. Giang dưới một cái. Giang dưới mặt mờ để em nhìn đi. Đó. Chị biết cô là gần 40 năm rồi. Dạ. 40 năm. 40 năm. Vậy là khoảng cách 7 năm trước khi mà chị Thu qua bên Mỹ. Gần chứ mà. Gần. Biết lúc đó mình tí chương trình ra luôn. Cứ mập mờ mờ gì đi. Mập mờ mờ. Theo như cô biết á là cô giáo của cô Thu đó. Dạ. Không phải. Anh nhớ là thầy là dạy cho chị Thu. Còn cô là vợ của thầy. Đó. Cô chưa dạy chị Thu. Dạ chưa dạy thôi. Nhưng mà là chị Thu là biết cô nhờ thầy. Đó, thì cái này là cái sự đặc biệt như vậy. Bây giờ chuyện. Là nói mà cô còn thân hơn cả thầy. Cho nên là vậy cô. Nên là thầy thì bây giờ là ở nhà. Cô nghĩ là chị Thu hồi xưa là học cấp 3 hả chị Thu?
cấp 3 là học trò của chồng của cô. Cô cũng là một giáo viên dạy văn đó, cấp 3. Bây giờ thì cô lại thân với lại cô hơn thầy. Thầy nghe câu này, thầy nghe câu này thầy ở nhà mà hãy xem clip là coi dư là xong rồi đó. Là bà coi với dì với lại chị Thu hay là chị em hay là cô cháu gì khán giả không biết không có hỏi hoài luôn á. Chị giải thích em. Dì của chị Thu. Chị Ánh là gì? Dì bà con của chị Thu. Dạ. Còn chị Diệu Âm là bạn của chị Thanh Loan. Dạ. Còn khán giả là ai biết rồi. Mấy đây là khán giả cũng biết hết anime rồi ha. À, cô Năm thì nổi tiếng rồi. Cô Năm nổi tiếng rồi. Cô Năm nổi như giống như lắp dép lào lọt nước kìa. Dữ lắm. Dép lào lọt nước. Dép lào lọt dép nước nổi gì đó. Nổi dữ lắm. Nó nổi lắm dạ. Bên kia là một dạng khách không, anh áo vàng thì không ai hỏi anh đâu anh, tại vì ai cũng biết hết rồi, ai cũng biết quá quen rồi đó. Nên anh tại sao nay ngủ dữ rồi đó ngủ mà. Thì nhiều khi người ta đi xe nó mệt thì người ta cũng phải ngủ thôi. Tí điểm nè, mà hay từ giống nghe. Bình thường mà. Nhưng mà 9 tháng sau là bình thường thôi. Ủa, ví dụ như là ở nhà mình cũng vẫn có thể, đâu phải cần phải là mình đi tới cái chuyến du lịch này mới 9 tháng sau. Người ta là vợ chồng, người ta bất cứ lúc nào cũng được. Chỉ có những người ta không phải là vợ chồng. Nhưng cái chuyến này là cái điều mà cái gì lạ nè. Đó, nó mới người ta để nghi ngờ thôi. Không, nhà em nói thiệt chị, cái phòng em cái gì cũng đầy đủ. Cũng y như là một cái phòng nghỉ luôn. Đầy đủ hoa. Không, con em là em đẩy nó qua ở phía bìa hết à. Nó đâu có nằm trên giữa đâu. Con em đã được không tiếng mà cho nằm bìa từ nhỏ. Dạ. Cái vậy đi đưa khách có tâm trạng này khác còn ở nhà. Nhỏ là đẩy nó ra ngoài bìa biển sao? Tại vì nằm giữa nhiều khi á mình ngủ say á là mình dễ đè nó lắm. À, dạ nên con phải để nó ở bìa. Nếu một cái lý do nãy giờ gặp vợ chồng thì làm hết cho vui nha mọi người. Bây giờ mình miền Tây là khó ngủ rồi. Phương, cái thể này em rồi bây giờ là món đầu tiên là món cơm. Món đi nha. Đây đầu tiên hả nha mọi người. Đặc trưng của Tây Sơn rồi đó. Rồi, ok nha. Bếp, lá chuối. Cái gì mà bí mật dữ vậy trời. Cái bí mật một chút. Dạ. Té sữa tập ra. Ở đây cơm là món đầu tiên. Dạ. Nhưng mà đem cơm đầu tiên là nghĩ là bữa nay là cái món để dùng cơm nhiều hơn nha. Cái món ăn. Cả nhà ta để mình chỉ cách ăn nha. Đầu tiên là cái bào chuối ra này cho nó sẽ như vậy nè. Cái gì? No. Trời ơi. Trời ơi, hướng dẫn gì mà chấm tầm bậy vậy. Tám cái. Trời ơi. Hướng dẫn á. Mặn không? Anh thấy thầy hướng dẫn bên bên, anh thấy mặn ở bên mặn không? Mặn ở đó rồi. Mà thầy hướng dẫn cách ăn này là thầy ăn một cái thôi nha, chứ ăn nhiều cái là không. Trời ơi. Món đầu tiên là ủa cái chim hả? Chim mía. Món thứ hai là món bò xào bò xào hành cần. Chim mía hả? Chim mía. Gì vậy? Coi kìa cái món này chị không? Cái gì vậy? Đây là cá suối. Cá suối hả? Nhìn giống cá biển quá ha. Cá mương chưa giờ nhà đó là cá sông suối đó. À cá sông hả? Rồi rồi rồi. Vậy là cái món này là chị Thu không có dùng rồi đó. Cá chiên. Thấy chị ứng ứng cái món đó rồi đó. Đây là món cá chiên cá sôi. Ồ, có cá xoài nữa kìa. Ồ, cái này như rau lan phải không? Rau lan luộc à? Em chưa tin rau lan, em chưa tin rau lan. Thôi gặp có 9 món nha. Em ơi! Dạ, cái gì không? Giống cái gì vậy? Ủa, cái gì cơm quá trời vậy? Đừng
sau hai hai cái cơm mà chút là lấy tiếp chứ quá trời. Bóp chim hồi đúng là nó đó. Rồi bây giờ anh Áo Vàng có nhiệm vụ là lấy thịt con cá ra. Bóp cái chim có hồi đúng đó. Rồi cái món này món gì nữa đây? Cái gì? Đây là mắm cua. Mắm cua. Mắm hả? Mắm cua. Nước cốt cua. À cái này là cái cá hố. À cái cua người ta xay ra đó. Người ta làm nước mắm đó, hiểu không? Quay hả? Ồ, quay. Cái món này chị Thu thích nè. Cua chật quay. Cái cua này là mình làm không ý là mắm mắm cua chứ là nước mắm với là cái cua xay ra hay là từ mắm con cua. Cái này là mắm cua để mỗi bên nhà không có gì tứ chiên đâu. Giờ tây chiên có món mắm cua này em cái hồi nướng mắm này nấu sao mắm này đấy nó ra ăn vỏ ra xong đầu mình xay ra. Nước cốt thôi chứ không phải là con cua. Con cua là mắm. Con giờ tây là quay hay nướng hay tổng? Dạ. Vậy đây nè. Quay lưu anh nè. Quay lưu á. Quay lưu. Quay trong cái lưu á. Gọi là cái lưu đó. Để trong cái lưu quay. Ủa còn cái này là gì? Còn đây là mấy con chim vậy đó. Cái này là canh gì trọng? Cái này là gì? Canh bầu nấu tôm. Mấy con chim nào quay nấu tôm hả? Có tôm không ta? Chim nào? Chim mía. Chim mía. Chim mía. Chim mía rô ti. Món đặc sản của vùng Tây Sơn. Dạ. Chim mía rô ti. Biết là đặc sản à nhưng mà thấy là chị Hương chị không thích nhưng mà đặc biệt là chim gì cái này là màu nấu tôm cái này màu nấu tôm nè cô thấy con có tôm không cô thôi bây giờ nó có tôm thiệt bây giờ là mình lên nấu chiếc ruột bầu. Bây giờ mình nấu với con tôm. Cô nào qua đổi đổi qua đây Phương làm nữa, đổi được được. Cái chén nữa để qua đổi qua. Tiếp tục làm. Phương, em bỏ máy Phương em làm luôn đi. Dưới nhỏ là cá. Đó, bây giờ 5 ly 5 ly ba. 5 ly 5 ly. 5 ly mọi người. Rồi, bữa nay mình làm 23 đây là sinh nhật của Diệu Tiên. Lần đầu tiên mà em được hát mọi người hát miếu rồi thôi cảm động quá không có nói được. Cảm ơn chị Thu với lại cô với lại mấy cô Năm mà mấy anh chị ở đây rất nhiều. Thì cháu coi kích động quá. Chúc mừng chủ nhật chúc mừng 2, 3, vô. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Rồi chúc người chủ nhật tiên vui vẻ nha. Rồi cảm ơn anh. Trước khi đi cái tôi nè cái hiện tiên coi ngày. Ôi cái ngày 15 là cái ngày mình đi về là ngay ngày sinh nhật của em luôn. Đó, và bực mới nói nãy nè, hồi hả trong bụng tắm đó, khách sạn 5 sao. Đi qua phòng chị Thu là thấy cái hoa hồng đó nhìn ghét cơ bạn đó. Chứ trong phòng con là bông cúc. Đó mọi người. Thôi bây giờ. Con chị Thu là bông hồng. Đúng rồi. Số kỵ ta. Cô Năm nè, mời chị mời. Mời chị Thu, mời cô. Cô Án mời chị. À, chị Thanh Lo. Rồi, mời cả nhà hết ăn bữa nha, đó mời hết. Rồi, mời cô, mời chị, mời anh chị nha. Rồi dùng đũa. Rồi tiên cũng xin dừng clip nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có buổi trưa tốt lành nha.